pha phối hợp không tốt của Kido và CT1 bốn sau. Nhưng và vừa vàng đã đuổi kịp đối thủ sau khi bị liên tục dẫn trước. Đã xử lý rất nhanh, đó là của Kayun 76. Lỗi rồi, 8-6 cho Kayun và Kuefeng. Quá đơn giản của Bakiskido 96. Đang là 2 điểm. Service over. 10-7. 10-7. Một điểm nữa để cho Kayun và Kuefeng đến với điểm số 11 trước. Một lần nữa là những người đến với điểm số 11 trước cho set 2. Hot 1, 20 seconds. Hot 1, 20 seconds. Mười hai bảy, càng đánh càng hay. Kayun và Kuefeng tiếp tục nối rộng khoảng cách. Cái hướng này đã là 5 điểm. Mười ba bảy. Đều là những nhà kiện du lịch của giải đấu. Bởi vậy lối chơi của các cái vợt đều rất kinh nghiệm.
Nhưng lúc này thì Kayum và Phuoi Phan đã phát huy được sức mạnh về thể hình, về sức trẻ so với Akishido và City One. Và chớp thời cơ của City One rất nhanh. 83. Tỷ số là 14-8 cho Kayun và Phuoi Phan. Không qua lưới, hơi nóng vội cho một xử lý của Bakishido. 15-8. Đâu ngoài rồi. 9-15. Mười 15, cách còn 5 điểm. Rất hay, đó là pha đập cầu của Phuoi Phan. 17-10. Số đã là 18-10 cho Kayum và Phuoi Phan. Họ đang tiến sát tới chiến thắng chung cuộc để lọt vào trận chung kết nội dung đôi nam. Đây là một tuyệt vời, một cú đập của Bakishido và CT1 không thể làm gì nổi Kayum và Phuoi Phan. 19-10. Còn 11-19. Và xử lý trước thời cơ từ thành công của Kayum của Phuoi Phan. Như vậy là tỷ số tiếp tục được rút ngắn. Như vậy tỷ số là 20-13 cho Kayum và Phuoi Phan. Cơ hội để giành match point. Quy định 14-20.
15-20. Đập cầu tốt. Như vậy là chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Cai Nhung và Thu Hoa Sen. Chiến thắng thuyết phục. Sau hai set đấu đều ghi tên vào trận chung kết. Họ chiến thắng với tỷ số là 21-18 và 21-15 sau hơn 32 phút thi đấu và giành quyền vào chơi trận chung kết thứ hai liên tiếp của thống Super Series. Chiến thắng thuyết phục cho Cai Nhung và Thu Hoa Sen.